trộm nhà hàng xóm. Ngày xưa, ở ngôi làng nọ có chàng trai tên Sửu, vốn nổi tiếng thông minh, nhanh nhạy nên được bà con vô cùng quý mến. Con chào hai bác. Chào cậu Sửu. Cậu đi làm đồng về đây à? Dạ vâng. Hai bác đi đâu mà có vẻ vội vã thế? À, chúng tôi sang bên nhà ông trụ. Chả là lúc nãy con vịt nhà tôi nó bay qua bờ rào sang bên đấy, thế nên tôi phải sang đó lựa lời xin lại. Ồ, vậy sao? Ai chứ nhà ông trụ thì thật là khó nói đó. Đấy, xui xẻo thế nào lại va trúng cái lão keo kiệt vắt cổ chạy ra nước đó. Thế nên tôi mới phải nhờ bác Tí đây đi cùng để nói thêm vào cho. Vì chứ một con vịt cũng là cả gia tài đây. Hay là để cháu đi cùng hai bác, xem ông trụ mà có nói lý lẽ gì thì cháu sẽ đỡ lời thêm. Ồ, được vậy thì tốt. Cậu đi cùng chúng tôi xem sao. Ông trụ có nhà không ạ? Ai thế? Ồ, xem ai kia. Hôm nay mọi người đến đây làm gì mà đông đủ thế? Vâng, chào ông trụ. Chuyện là vì con vịt nhà tôi chẳng hiểu sao lại nhảy qua rào sang bên đây, thế nên tôi sang đây là muốn xin ông bắt nó về. Ô hay, buồn cười chưa? Sang nhà tôi xin bắt vịt về ư? Làm gì có chuyện đó. Ai nhìn thấy vịt nhà ông bay sang nhà tôi cơ chứ? Thật là cực chẳng đã mới phải sang phiền ông thế này. Nhà tôi vốn chẳng có nhiều nhặn gì, chỉ có hai con vịt hàng ngày đẻ trứng. Lúc nãy khi tôi quét vườn, một con bay lên sang bên này. Thế nên... Đúng là nhà bác Tí đây có mỗi hai chú vịt làm vốn. Chẳng may nó bay sang đây, ông trụ động lòng cho bác ấy xin lại à? Các người thật vô lý. Tự dưng kéo đàn kéo đúm sang đây thế này. Chỉ dựa vào lời nói vô căn cứ của các người mà đòi bắt vịt nhà ta sao? Đừng hòng nha. Khôn như các người thì cả cái làng này đến xin bắt hết vịt nhà ta đi rồi. Còn không mau cút đi, để ta phải đánh đuổi thì đừng có trách. Thôi, chúng ta cũng hết cách rồi. Thật là oan ức đó, nhưng mà biết làm sao bây giờ. Hơi thật là ấm ức mà. Trời ơi, con vịt vốn liếng của nhà tôi mất đức cho lão ta rồi. Ông trụ thật là quá đáng. Cứ ỷ mình giàu có mà bắt nạt người khác, giờ lại còn ngang nhiên chiếm đoạt đồ của nhà người khác như vậy. Phải có cách trị, cho ông ấy một bài học mới được. Cậu Sử, nếu cậu có cách cho ông trụ một bài học thì thật hay quá. Đúng đó, chẳng phải riêng chúng tôi mà cả làng này ai cũng phải chịu oan ức vì ông ấy rồi. Được, hai bác cứ để cháu nghĩ cách xem. Nhất định cháu sẽ lấy lại được con vịt cho bác. Cậu Sử, thôi thì nhà tôi đen đuổi để mất con vịt, tôi cũng đành chịu. Nhưng nếu thật sự cậu có cách trị được ông trụ thì tôi xin biếu cậu con vịt đó, coi như thay cho người làng này đã từng bị ông ấy ức hiếp. Kìa bác, cháu sẽ cố thử tìm cách lấy lại con vịt cho bác. Của bác thì vẫn sẽ là của bác, cháu nào dám nhận ạ? Giờ hai bác cứ về nghỉ đi, để cháu nghĩ cách thêm xem. Được, vậy cảm ơn cậu trước nha. Làm sao để đường đường chính chính lấy được con vịt nhà lão trụ đây? Ủa, tiếng gì vậy? Ra là con chim lợn, làm mình giật cả mình. Đêm khuya thanh vắng thế này, phải người yếu bóng vía thì chắc hết cả hồn. À, đúng rồi, làm như vậy được đó. Lão trụ sẽ biết tay mình. Thiên linh linh, địa linh linh, con Nam Mô A Di Đà Phật. Ủa, có tiếng gì thế nhỉ? Thiên linh linh, địa linh linh, con Nam Mô A Di Đà Phật. Chuyện gì thế? Sao đang đêm hôm lại có ai khấn vái gì thế này? Thiên linh linh, địa linh linh, con Nam Mô A Di Đà Phật. Hả? Gì thế kia? Ma trời à? Ôi trời ơi, thanh thần thiên địa ơi, sao nhà mình lại có ma? Nhưng rõ là tiếng người mà. Ai thế nhỉ?
Thiên linh linh, địa linh linh, còn Nam Mô A Di Đà Phật. Hả? Trời đất quỷ thần ơi, cậu Sửu, đêm hôm khuya khoắt, cậu khấn vái gì ở chuồng vịt nhà tôi thế này? Thiên linh linh, địa linh linh, cha ơi, hôm nay cha về với con thế này mà con không được báo đáp cha là con có tội. Kìa cái anh Sửu kia, anh đang nói cái gì thế hả? Ôi, ông trụ ơi, xin ông thương tình hiểu cho tôi. Nửa đêm đang ngủ thì tôi thấy người cha đã khuất về báo mộng rằng hồn nhập vào con vịt trong chuồng nhà ông. Đấy, ông thấy chưa, là con vịt đang kêu càng cạc kìa. Anh đừng có nói vớ vẩn nữa, buông tôi ra, mau cút đi. Ông trụ ơi, xin ông cho tôi đón cha tôi về phụng dưỡng, để cha tôi phải sống khốn khổ trong cái chuồng tăm tối hôi hám thế kia thì thật phải tội quá. Cha tôi sống khôn chết thiên, giờ mà làm gì không phải với vong hồn ông ấy, thì nếu cả ông cũng bị trừng phạt theo thì tôi biết phải làm sao? Trời ạ, vong hồn mà trừng phạt thì đáng sợ lắm. Ôi cha ơi, cha ơi, buông ta ra, cả cha con nhà ngươi mang nhau đi chỗ khác đi. Đi đi. Tôi thật không ngờ cậu lấy lại được con vịt thật. Có gì đâu bác. Thôi, giờ bác cẩn thận để mắt đàn vịt nha. Rồi rồi, cảm ơn cậu lắm. Này này, cái anh Sửu kia, anh và con vịt bố anh nhập hồn sao rồi? À, tôi bắt nồi nước sôi làm thịt con vịt rồi. Hả? Anh nói sao? Anh bảo đó là bố anh cơ mà, sao anh lại làm thịt bố anh? À, sau khi mang về mời cha tôi một bữa ăn no nê, tôi đã làm phép để hồn của cha tôi ra khỏi xác con vịt. Sau khi cha tôi đi, con vịt cũng ngõm luôn. Thế nên tôi làm thịt chứ sao? Ông bảo tôi mang đi rồi, giờ còn hỏi han gì nữa? Anh mình mắc mưu hắn rồi. Hồn với dạ ma, cha với con cái gì chứ? Con yêu. Mẹ ơi, ngày mai có ngày hội đấu gối ở quảng trường đấy mẹ ạ. À, sẽ có một cơn mưa lông vũ tuyệt đẹp như mưa tuyết ấy mẹ. Vậy sao? Mọi người sẽ dùng gối chiến đấu với nhau cho đến khi chiếc gối rách tung ra. Nỗi buồn sẽ bay theo lông gối mẹ ạ. À, quyết liệt thế cơ à. Mẹ đi cùng con nha, vui lắm đấy ạ. À, được rồi, mẹ sẽ đi. Sara, Sara, Sam, cậu đi đâu về thế? Tớ vừa ở tiệm giặt ủi về, cho cậu này. Wow, đẹp quá, cảm ơn cậu. À phải rồi, mai cậu có đi ngày hội đấu gối không? Mai tớ lại có việc bận rồi, cậu đi vui nha, tạm biệt. Chiếc mũ đẹp đấy. Vâng ạ, là Sam cho con đấy ạ. À, thôi, con lên vẽ gối đây. Mẹ, nhìn kia. Tiến lên. Ôi, mẹ ơi, thích quá. Cháu có muốn cô giúp không? À, dạ không ạ. À, cảm ơn cô. Mẹ ơi, về thôi, con nóng quá rồi. Sara này, tại sao hôm nay con không rủ bạn Sam đi cùng? Bạn ấy bận mẹ ạ. À, tiệm giặt ủi nhiều việc lắm. Con có muốn mua cho Sam một cây kem để cảm ơn về chiếc mũ hôm qua không? Hay đấy mẹ ạ. À, Sam, Sam ơi. Sara, chào cô ạ. À, cho cậu này. Cảm ơn cậu về chiếc mũ hôm qua. Cảm ơn cậu. Ờ, cái gối này cậu lấy ở đâu ra vậy? Ờ, tớ lượm ở quảng trường lúc sáng. Thế mà hôm qua cậu bảo bận không đi được,
Lại nhặt đúng cái gói của tớ nữa mới hay chứ. Sarah, có thể Sam đến không phải để đấu gói như con. Đúng không Sam? Nhanh lên mẹ ơi! Bà ơi, cháu tặng bà chiếc gối này. Chúc bà ngủ ngon ạ. Cảm ơn cháu. Bà cháu nói ban ngày họ rất vất vả, ban đêm họ đáng được ngủ ngon, nên cháu và ba sẽ thu lại những chiếc chăn cũ bẩn, mang về tiệm giặt, tối hôm sau trả lại cho họ. Hôm nay họ còn có thêm cả gối nữa, chắc là ngủ sẽ ngon lắm mẹ nhỉ? Đúng đấy, gối em thế này cơ mà. Năm sau tớ sẽ không chơi đấu gối nữa đâu. Bọn mình cùng đi lượm bông về nhồi gói nha. Nhất trí nha. Nhất định thế. Mẹ sẽ làm tài xế giúp hai bạn vận chuyển gói. Quyết tâm. Mùa đông ấm. Trời lạnh lắm. Đóng cửa xe vào đi con. Con không lạnh đâu, vì có chiếc khăn ấm áp và chiếc mũ len của mẹ tặng rồi mà. Trời lạnh thế này mà bạn kia chẳng đội mũ, cũng chẳng quàng khăn mẹ ạ. Ừ, chắc bạn ấy không thấy lạnh. Bạn ấy khỏe thật đấy. Hóa ra là bạn Lam đấy mẹ. Mẹ đi từ từ thôi. Lam, Lam ơi. Lên xe đi, mẹ tớ chở tới trường. Thôi, không cần đâu, tớ đi bộ được rồi. Cậu lên đi, ngoài trời lạnh lắm, mà trường còn xa nữa. Chị nói đúng đấy, lên đây, cô chở tới trường luôn. Dạ thôi cô ạ, à, cũng sắp tới trường rồi. Với lại cháu đi bộ thế này tiện thể dục luôn ạ. À. Tớ đi bộ thế này ấm lắm, không lạnh như cậu ngồi trên ô tô đâu. Thôi cậu với mẹ cứ đi đi. Thế à? Hôm nay trời lạnh quá nhỉ. Chào các cậu. Cậu có khăn mới à? Đẹp thế. Ừ, lại còn ấm nữa. Tớ chẳng thấy lạnh tí nào. Lam, Lam, cậu không lạnh hả? Tớ không thấy lạnh lắm. Cậu nói dối. Nhìn mũi cậu kìa, đỏ hết lên rồi. Cho cậu mượn khăn này, quàng đi, ấm lắm đấy. Cảm ơn cậu, nhưng cậu dùng đi, tớ quen rồi, không cần đâu. Chi à, xong chưa con? Con xong rồi đây. Chết, con quên một thứ. Mẹ chờ con nhé. Cái con bé này. Chi, con lấy chiếc khăn này ở đâu ra vậy? Mẹ chưa từng mua cho con mà. Dạ, dạ. Con đã lấy của ai? Nói mau đi. Mẹ có bao giờ để con thiếu thốn gì đâu mà con phải đi lấy của bạn chứ. Không phải đâu ạ. À. Là con đã mua nó. Là con gom tiền tiêu vặt để mua. Sao lại phải mua chứ? Khăn, mũ, cả bao tay mẹ mua cho con chưa đủ ấm hay sao? Không phải đâu mẹ. Nó ấm lắm rồi. Vậy thì tại sao? Bạn cùng bàn với con, bạn Lam ấy. Không phải bạn ấy không thấy lạnh đâu, mà bạn ấy không có khăn, mũ và bao tay giống con mẹ à. Ba mẹ bạn ấy mất rồi. Bạn ấy sống cùng bà ngoại, nhưng bà bạn ấy nghèo lắm. Bạn ấy thà chịu lạnh cống chứ nhất định không chịu nhận sự giúp đỡ của người khác. Mùa đông đến, con và các bạn khác ở lớp ai cũng được mua khăn, mua mũ rất ấm. Chỉ có Lam là không có thôi. Vì thế, con đã để dành tiền tiêu vặt mua thêm một cái khăn như vậy để bên cạnh. Con sẽ nói với Lam rằng con đản trí đem theo hai cái khăn mà không biết và cho bạn ấy mượn một chiếc. Chỉ có như vậy bạn ấy mới chịu nhận thôi mẹ ạ. Mẹ hiểu rồi, mẹ xin lỗi vì đã nghi ngờ con.
Nhưng mà lẽ ra con nên nói với mẹ chứ, mẹ con mình có thể cùng nhau giúp đỡ bạn ấy mà. Dạ vâng, hy vọng năm nay bạn ấy sẽ không bị lạnh nữa. Phải rồi, chúng ta sẽ cùng làm cho bạn ấy có một mùa đông thật ấm áp. Nào, đi học thôi. Khăn ơi, hãy giữ ấm cho bạn ta, khăn nhé. Món quà Giáng sinh. Ba ơi, xem nè, đẹp quá. Nếu con được mặc chiếc váy này trong dịp Giáng sinh thì thật tuyệt. Maria này, mình không đủ tiền mua chiếc váy ấy đâu con. Con không chịu đâu. Lễ Giáng sinh năm ngoái con cũng không có quà rồi còn gì. Chẳng lẽ năm nay con cũng không có quà? Con gái, bà xin lỗi. Bà sẽ cố gắng để nhà ta có một chú gà tây béo ngậy và món súp khoai tây mà con thích vào bữa tối Giáng sinh. Con chịu không? Con không cần gà tây, cũng không cần súp khoai tây. Con thích có một chiếc váy mới cơ. Ba ạ. Ba đi làm sớm thế ạ? À? Ba cần phải chuyển gỗ cho nhiều nơi lắm, nên giờ phải đi sớm mới kịp. Ba đi đây. Dạ. Ba đi anh à, để cháu giúp ba. Cháu làm được không? Dạ, được chứ ạ. À. Hằng ngày cháu vẫn dọn tiết giúp ba mà. Vậy cháu dọn dẹp giúp bà, bà sẽ trả cháu 2 đô la, có được không? Thật ạ. Cháu cảm ơn bà. Phải rồi, mình phải tự kiếm tiền mua chiếc váy hồng kia. Chỉ mới mấy ngày mình đã kiếm được kha khá chỗ này, thêm ngày mai nữa thôi là mình có đủ tiền mua chiếc váy kia rồi. Sao hôm nay ba về muộn thế nhỉ? Ba ơi, ba. Ôi con gái, con chưa ngủ sao? Con đợi ba. Ba ơi, tuyết rơi dày thế, đi ngoài đường chắc lạnh lắm hả ba? Ừ, lạnh lắm. Nhưng hôm nay bà đã rất vui. Bà đã cố gắng giao hết số củi để mua được một con gà tây rất to và còn một điều bí mật nhỏ cho con nữa. Nào con gái, con có muốn xem con gà béo ngậy không? Ba làm mọi thứ cho mình, vậy mà mình thật ích kỷ. Chưa bao giờ con được ăn món súp khoai tây và gà tây ngon tuyệt cú mèo như thế này. Thật sao? Chưa hết đâu con gái. Maria, đây là quà Giáng sinh của con này. Là chiếc váy đó ư? Ba ơi, ba chẳng nói rằng nó rất đắt mà. Đúng vậy. Nhưng con gái ba xứng đáng được nhận nó. Thử tưởng tượng xem, con gái ba mặc nó vào thì đẹp biết bao. Ba đợi con chút xíu. Ba ơi, đây là quà của ba. Ba cũng có quà ư? Dạ. Ồ, một đôi găng tay rất đẹp và rất ấm áp con gái ạ. Thật may con đã không dùng số tiền tiết kiệm để mua cái váy, vì con biết ba cần đôi găng tay này. Đôi găng tay này sẽ giúp đôi tay của ba ấm áp hơn trong những ngày đông lạnh giá. Cảm ơn con gái. Chiếc khăn len. Chiếc khăn này hôm qua mẹ tớ mua trên chợ huyện đấy. Len dày và êm như nhung ấy. Còn cái này là quà ba tớ thưởng vì tớ được học sinh giỏi. Cậu xem yêu chưa?
mùa đông đến rồi mà cậu không có khăn hả Nhi? Cậu về bảo mẹ mua cho. Mẹ tớ nói không có khăn là dễ bị cảm lắm đó. Để tớ về bảo mẹ. Con chào mẹ. Nhi về rồi hả con? Mẹ đã đan xong khăn rồi. Chà, màu hồng này hợp với con lắm. Ơi, khăn len ạ? Sao nhìn sợi len hơi cũ vậy mẹ? Ừ, sợi len hơi cũ vì mẹ tháo chiếc áo len cũ của con để đan cái khăn này mà. Đấy, con xem, vẫn xinh lắm. Con gái mẹ xinh thế này thì hoàng khăn nào mà chẳng đẹp. À, hôm nay Nhi có khăn mới này. Để tớ xem nào. Ủa, sao nó cứ sần sần cứng cứng thế nào ấy nhỉ? Đâu để tớ xem với. Ừ nhỉ, nó cứ như khăn cũ ấy. Ừ, thì là khăn cũ đấy. Có làm sao nào? Mẹ thật là, đan khăn thế này thì đang làm gì chứ? Trời lạnh thế, sao con không quàng khăn vào? À, con không thấy lạnh. Ngồi dậy đi con, ăn bát cháo hành tía tô, cho mau ra mồ hôi là khỏi thôi. Con lạnh quá. Thế nên mới phải ăn. Mẹ gói xôi để trên bàn, con nhớ ăn sáng rồi hãy đi học Nhi nhé. Vâng ạ. Mẹ biết là con không thích chiếc khăn mẹ đan từ áo cũ nên mới cho vào cặp không đeo. Chiếc khăn này mới và rất mềm, con quàng vào cổ kẻo lại cảm lạnh nhé. Cứ coi như là món quà sinh nhật sớm mẹ tặng con. Nhi, Nhi ơi. Con chào bác. Bác gọi con có việc gì không ạ? À, con về nhắc mẹ là chiều qua bác lấy gạo nếp nha. Bác lấy hàng mới về rồi, để ra cho mẹ con một yến rồi đấy. Mẹ con lấy gạo nếp làm gì mà lắm thế bác? Mẹ chưa nói với con à. Nghe mẹ con nói sắp tới sẽ bán xôi ăn đêm ở đầu phố mà. Cái mùa lạnh này mà bán đồ ăn đêm ngoài đường là vất vả lắm đấy. Nhưng mà vất vả một chút kiếm thêm chút tiền trang trải cũng đỡ hơn. Thôi, bác đi đây. Hóa ra là mẹ định đi bán hàng ăn đêm. Mẹ, thế mà con chỉ biết đòi hỏi mà không biết mẹ vất vả nhường nào. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.